sao với con hả? Làm sao? Ừ, làm sao? Không khó chịu ở đâu? Khó chịu đang lấy thuốc cho mẹ làm sao nào? Hả? Làm sao? Con đái hỉ gì hôm nay hả? Nào giúp mẹ xem, nào giúp mẹ xem nào. Ôi à, đái rồi hả? Để hộp thuốc cho mẹ làm gì con? Lily, để hộp thuốc cho mẹ làm gì con đái hôm nay là đúng không? Đúng mẹ thay tải cho con hả? Hay sao? Hả? Lấy hộp thuốc cho mẹ làm gì đây? Lấy hộp thuốc cho mẹ. Con còn khó chịu chỗ vết thương á. Hả? Vết thương.